ngày 11 tháng 11 ấy. Thì theo lịch như các bạn biết rồi đúng không, là tôi sẽ vào trong Sài Gòn để tôi đá một cái giải giải bóng đá từ thiện do Rách đứng ra tổ chức. Thì trong cái giải đấy là có cũng ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên với cả các cầu thủ chuyên nghiệp như kiểu là Văn Toàn, Văn Hậu này, Hà Đức Chinh này, xong rồi là đấy, Quang Hải các kiểu này. Theo như thông tin mà tôi nắm được ấy, thì nhiều khả năng là sẽ đá ở sân vận động Thống Nhất hay sao. Cái này thì đợi Rách công bố thông tin chính thức, sau đấy là cũng có tường thuật trực tiếp hay là gì gì đấy. Nhưng mà cái thông tin này chắc là để sắp tới Rách công bố thì sẽ hay hơn. Tôi chỉ biết qua như thế thôi, để tôi biết mà chuẩn bị thôi. Ngày 11 này thì không có chương trình gì đâu, thì có cả trường tường thuật trực tiếp đấy. Nếu như mà ông nào mà có quan tâm, ông nào có mà lên xem thì có, cứ lên xem cho nó vui, ủng hộ miền Trung các bạn. Rách.